Review sách Cảm ơn anh đã đánh mất em. Cảm ơn anh đã đánh mất em liều thuốc chữa lành vết thương lòng dành tặng những bạn trẻ đã và đang tan vỡ trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Với câu chữ gần gũi, chân thật sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều chiêm nghiệm về các câu chuyện tình yêu, cuộc sống. Review sách vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta, Hiên. Nhật ký biết ơn, viết là hành trình của sự biết ơn và chữa lành tâm hồn. Review sách Cảm ơn anh đã đánh mất em. Một vài nét về tác giả Chí là một tác giả trẻ nổi tiếng, anh được biết đến là chàng trai với nhiều cuốn sách chữa lành trong tình yêu. Sách của Chí luôn nhẹ nhàng, dịu dàng giống như những lời thủ thỉ xoa dịu tâm hồn dành cho những ai đã và đang lầm đường lạc lối trong chính tình yêu, tuổi trẻ của mình. Một số đầu sách của tác giả tự thương mình sau những tháng năm thương người, những ngày không nhau mà vẫn đau, đừng nói về chúng ta với người sau. Cảm nhận sách cảm ơn anh đã đánh mất em. Cảm ơn anh đã đánh mất em, để em biết rằng không phải tình yêu nào cũng có sau này, và đôi khi rời bỏ một người lại là một điều may mắn. Ngày ấy khi có những rung động đầu đời chúng ta đã từng nghĩ rằng mình không thể sống nếu thiếu một người, chúng ta đem hết tất cả những tình cảm ngây ngô nhất của mình để yêu một người đến cuối cùng tình yêu ấy vẫn đi đến đoạn kết buồn nhất. Bạn cố chấp luôn cho rằng tình yêu là tất cả nhưng lại quên mất rằng trước khi người ấy đến bạn đã sống một mình rất lâu. Vậy mà hiện tại bạn lại cố chấp cho rằng không có họ bạn không thể sống được. Không phải tình yêu nào cũng có sau này. Không phải yêu một người chỉ cần chân thành là đủ. Tình yêu muôn hình vạn trạng và sẽ có lúc chúng ta yêu một người không có tình cảm với mình. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng tươi đẹp như cái cách mà chúng ta luôn mong đợi về nó. Vậy nên chuyện yêu đương không thể lúc nào cũng suôn sẻ, yêu một người không yêu mình sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều thứ. Đôi khi rời bỏ một người lại là một điều may mắn để chúng ta biết được chúng ta cần được yêu thương nhiều hơn, học cách độc lập vẫn là lựa chọn tốt nhất cho người trưởng thành. Chúng ta không cần phải phụ thuộc vào một ai vẫn có thể vui vẻ sống tốt. Đừng biến tình yêu trở nên xấu xa bởi tình yêu vốn dĩ rất đẹp chỉ là cách mà chúng ta nghĩ về nó, cách mà chúng ta đối xử với nhau. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Một ai đó thương em bằng tất cả tấm lòng và không hứa hẹn những điều viển vông, nhưng sẽ cùng em sống những ngày không phải muộn phiền, em nhất định sẽ gặp một người như thế. Có những cô gái sau khi bị thất bại trong tình yêu trở nên thu mình lại cô gái ấy không dám mở lòng với bất kỳ chàng trai nào nữa vì sợ quá khứ đau khổ ấy sẽ tái diễn lại một lần nữa cô không dám tin tưởng ai và bắt đầu những tháng ngày chìm trong mệt mỏi do dự thật ra ai trong chúng ta cũng sẽ trở nên thu mình khi vừa trải qua một đoạn tình cảm thất bại mà thôi thế nhưng đừng quên rằng quá khứ chỉ nên cất vào ngăn kéo của ký ức hiện tại mới là quan trọng đừng vì người cũ tồi tệ mà bỏ qua người mới sống là phải biết nhìn về phía trước có thể hiện tại của chúng ta chỉ xoay quanh công việc Cuộc sống và nhiều lúc bạn cảm thấy kiệt sức và rất cần một cái ôm hay động viên từ ai đó nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở dài. Cuộc sống sẽ có những giai đoạn chúng ta chỉ ở một mình, làm gì cũng chỉ lủi thủi mà không có bất kỳ sự cổ vũ từ ai. Thật ra không phải vì ông trời bỏ rơi bạn chỉ là ông trời muốn bạn học cách độc lập một mình một chút mà thôi. Đừng trách móc hay oán giận ai nhé, không sao cả vì đây chỉ là tạm thời. Rồi bạn sẽ gặp được một người yêu thương bạn thật lòng. Khoảnh khắc chúng ta lướt qua đời nhau thật sự rất đau lòng và đau lòng hơn cả là khi đó anh đang tay trong tay cùng ai đó hạnh phúc. Một người từng là tất cả bây giờ chỉ lướt qua đời nhau, cùng nhau làm đủ thứ chuyện trên đời ấy vậy mà hiện tại lại chẳng thể nắm tay nhau. Những tháng ngày tập làm quen không có người ấy bên cạnh thật sự rất khó, khó đến mức chúng ta tưởng chừng mình không thể làm được. Đó là khi ăn cơm cũng cảm thấy thật khó khăn, làm việc cũng không có động lực, bạn từng điên cuồng muốn quay lại với họ vậy mà kết quả vẫn là cả hai không thể cùng nhau. Đau lòng là khi nhìn thấy một người mình từng yêu thương lại nắm tay ai đó. Nhìn anh cười tươi như thế chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc ấy vì em sợ bản thân không kìm được mà khóc trước mặt anh. Tình yêu thật sự khiến con người phải điên cuồng. Khoảnh khắc chúng ta lướt qua đời nhau thật sự rất đau lòng, và đau lòng hơn cả là khi đó anh đang tay trong tay cùng ai đó hạnh phúc. Trích dẫn hay trong sách. Hôm ấy, anh chọn một đóa hoa hồng đang thì nở rộ mà bỏ đi ánh mặt trời ấm áp. Mãi tận sau này anh mới biết, đóa hồng không thể giữ mãi hương sắc, nhưng khi ngước mắt nhìn ánh mặt trời đã trói trang rồi. Có những chuyện đã muộn thì nhất quyết không thể quay lại. Có những lần từ bỏ thì vĩnh viễn hối tiếc. Đôi khi người ta hối tiếc vì tuổi trẻ đó đã không chọn công việc mình yêu thích, nơi mình muốn đến, điều mình muốn làm, để mãi sau này phải sống giữa những tranh vinh trong cuộc đời. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Đến một ngày chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua và thầm cảm ơn những người đã từng gặp gỡ. Dù ngắn dù dài, dù vui dù buồn, dù còn liên lạc hay đã trở thành người dưng, đó vẫn là số phận sắp đặt. Tất cả sẽ dạy cho chúng ta những bài học để trưởng thành. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Lời kết. Cảm ơn anh đã đánh mất em những lời tâm sự đường mật. Chân thật từ tác giả trí gửi tặng bạn đọc giúp những ai đã và đang tan vỡ trong tình yêu sẽ có động lực vượt qua những khó khăn.